Và đây là một trong những chiếc tháp chuyển kinh luân lớn nhất thế giới, ở ngay phố cổ Shangri-La. Hôm nay lần đầu tiên các bạn ha, ngay vùng đất Shangri-La, chúng ta ăn đặc sản lẩu bò giác, bò Tây Tạng. Đã chưa? Do chính người Tạng nấu luôn các bạn. Bên trong phòng khách sạn ở Shangri-La các bạn. Phòng rộng nha. Sạch sẽ. Phòng này có giá chỉ khoảng độ 500 ngàn thôi các bạn, mùa thấp điểm. Hiện tại là khoảng hơn 10 giờ rưỡi sáng ngày mấy ta? 6 tháng 9 2023. Đây chính là nhà hàng Quảng Đông, nằm ngay cây cầu. Ngay cầu gì ta? Mình không biết đâu. Cổng Nam của thành phố Lì Giang các bạn ha. Thì trưa hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn gà kho gừng. Đó. Xèo mới đưa ra các bạn nha. Vừa rất thơm. Cái nhà hàng này mình ăn 3 lần rồi, chắc món nhiều ngon. Cái món thứ hai đó chính là món rau xào có đậu, có nấm và có cái phần này màu trắng trắng giống như là củ sắn, và cái mùi thơm quá vậy. Rồi ăn thôi, ăn đi Bình, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Chúng ta ăn cơm trưa xong thì khoảng độ 12 giờ rưỡi chúng ta sẽ bắt xe từ đây, từ phố cổ Lì Giang đi về hương cách Lý Lạp, xiang cỡ Lì La, đường chân trời đã mất. Shangri-La rất nổi tiếng các bạn nha. Và mình mua vé trong phố cổ Lì Giang, họ bán cho mình là 130 tệ. Ngon nha, vừa ăn luôn á. Dạ. Cái phần gà hả? Ờ, gà. Ở đây thấy có ớt chuông, ớt xanh, rồi hành, rồi tỏi rất nhiều. Mình làm lấy cái đũa sắp lên thử coi ngoài cái đó ha. Còn gì nữa, tắt cái phần chính giữa ra, hình như có ớt đỏ nữa nè. Tỏi. Em nói ngon là cái nào? Là cái gà. Gà hả? Ngon. Nó thơm nó sao? Gà hơi xào á, hơi chín á, hơi xào thơm á, cháy cháy thịt á. Rồi. Còn thịt nó săn lại, à? Cái vị nó vừa ăn, vị nó săn lại. Rồi, nó có bị khô gì không? Không, không. Ok, rồi bây giờ tới mình các bạn. Ờ. Nhi mình chơi Quảng Đông chứ sư chơi Quảng Châu hay sư chơi? Ờ, Yến Phú. Ờ, khao chinh Quảng Xí. Hòn dành, hòn dành đi. Đã ăn một phần, cái này gọi là gà xào gừng. Cái vị gà ăn ngon các bạn, nó sẽ là mặn mặn, ngọt từ thịt. Có độ dai chứ không phải là cái loại gà công nghiệp nha. Nó thấm thấm gia vị. Thấm thấm gia vị, ăn mặn mặn á. Cái phần tỏi thơm ha, nói chung là từ phần ớt xanh, ớt đỏ tới phần đường đều ngon. Tuy nhiên qua cái phần rau xào ở đây thì cái phần đậu nó sẽ ngon, cái phần nấm cũng được. Nhưng mà cái phần trắng trắng này á, nó không phải củ sắn, nó cũng chẳng phải là trái lê. Mà anh chàng này người Quảng Đông, anh nói cho mình một cái từ mà không biết là cái đó là từ gì. Nhưng mà ăn thì cảm giác nó hơi bị nhớt nhớt. Đúng rồi, nó nhớt nhớt mà nó ngon. Nó ngon, nó giòn giòn mà nó nhớt nhớt, không hiểu nữa. Mình thích cái phần cải xào hơn, cái cải xào mình ăn hôm qua. 12 giờ 50 phút trưa các bạn nha. Đây chính là cổng Nam của phố cổ Lệ Giang. Mình vẫn đang đợi bác Tài. Bác Tài nói là đang trên đường đến. Chơi giờ dây thun chút xíu. 130 tệ cho vé xe từ phố cổ Lệ Giang đi phố cổ Shangri-La, hương cách Lý Lạp. Để xem đi trong vòng mấy tiếng. Các bạn lưu ý nha, nhớ là thường là ở cổng Nam là sẽ dễ lên xe đi tour đó. Các bạn chú ý, cổng này. Cổng Nam,
Nán mẫn. Nán mẫn. Nán là nam, mẫn là cửa. À, bây giờ là 4 giờ chiều các bạn ha, xe đã tới phố cổ Shangri-La. Ngay khu vực gần khách sạn mình luôn. Đây trong đây nè. Chúng ta đi chút xíu thì khách sạn nằm ở phía tay trái nha. Shangri-La, 4 giờ chiều, rất yên bình các bạn. So với Lệ Giang hay là thành cổ Đại Lý thì phố cổ Shangri-La nhỏ hơn rất nhiều các bạn. Và đây bên góc tay phải là một khách sạn các bạn. Khách sạn này có một cái tên rất là dễ nhớ, Yak Hotel IAK. Yak là một loại bò rất đặc biệt ở Tây Tạng nha. Còn khách sạn của chúng ta thì ở đối diện nha. Khách sạn của chúng ta có tên là Body Boutique Inn. Rồi, chúng ta bước vào trong các bạn ha. Làm thủ tục nhận phòng chỉ cần đưa hộ chiếu thôi. Mình đã đặt phòng này trên trang booking.com với giá là khoảng độ hơn 400.000 đồng cho một phòng. Đây là giá của mùa thấp điểm các bạn ha. Và chủ của khách sạn này nói tiếng Anh rất là khá. Nhân viên nói tiếng Anh luôn. Và điểm đặc biệt của khách sạn này là ở chỗ chủ khách sạn là người Tạng các bạn. Anh ngồi bên phía tay phải đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nhận phòng nha, đi lên lầu 1 các bạn. Ở đây mình quan sát hình như là họ có cho thuê luôn quần áo nè, để mặc đi chụp hình đó, quần áo kiểu dạng như của người Tạng. Và khách sạn này hiển nhiên phong cách trang trí của họ là theo kiểu của người Tạng các bạn ha, Tây Tạng đó. Và một điểm mình thích ở khách sạn này đó là có máy giặt miễn phí các bạn, bột giặt miễn phí luôn. Đây là bên trên lầu các bạn ha. Phòng mình ở đây, tầng 1. Bây giờ chúng ta vô trong nha. Mình mở cửa cái mình. Kéo cái rèm ra cái. Đây các bạn nhìn thấy nha. Cái phòng này có giá là khoảng 500 ngàn các bạn. Mùa thấp điểm nha. Có hai cái giường. Có ba bức tranh. Rồi bên trên trần nè, bây giờ là khoảng độ 4 giờ chiều rồi. Đây, ở đây chúng ta có một cái tivi, một cái đồ nấu nước, hai chai nước suối. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn qua đây được rồi, không cần. Mình cho mở sẵn rồi. Cái phòng này rộng sạch sẽ đó các bạn. Đó, cái toilet. Cái chỗ tắm. Ở ngay khu vực trung tâm phố cổ luôn ha. Rồi, sạch sẽ là được. Và bây giờ là hơn 5 giờ chiều các bạn ha. Từ khách sạn chúng ta sẽ cùng nhau đi về trung tâm của phố cổ Shangri-La. Trước ngày 17 tháng 12 năm 2001 thì phố cổ Shangri-La này có một cái tên khác, đó là Trung Điện. Sau này người ta đổi tên là Shangri-La. Đọc tiếng Việt là Hương Cách Lý Lạp. Đọc tiếng Trung là Xiang Cỡ Lì La. Xiang Cỡ Lì La. Và phần lớn những người phương Tây biết đến vùng đất này qua tác phẩm Đường Chân Trời Đã Mất của tác giả James Hilton. Đây là một vùng đất xinh đẹp, những con người thông minh, sống hạnh phúc và trường thọ. Phố cổ này có tuổi đời hơn 1.300 năm các bạn. Tuy nhiên có một điều rất là đáng tiếc, năm 2014 có một trận hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ phố cổ và sau đó người ta phải xây dựng lại. Và cư dân chính ở Shangri-La chính là người Tạng các bạn ha. Vùng đất này cao hơn Đại Lý và Đại Giang.
độ cao trung bình của Shangri-La là trên 3.200m các bạn. Ở Shangri-La chúng ta sẽ thấy có một sự khác biệt rất là lớn với Đại Lý và Lệ Giang. Đó là chỗ nó yên bình hơn rất rất nhiều. Không có những hoạt động mua bán giống như kiểu ở Đại Lý và Lệ Giang, mua mua bán bán khắp cả cái thành cổ hoặc là khắp cả cái phố cổ. Và chúng ta tiếp tục đi thêm chút xíu nữa, chúng ta sẽ quẹo trái vào quảng trường Tứ Phương nha. Nói chung là từ khách sạn của mình ra quảng trường Tứ Phương rất gần các bạn. Chiều hôm nay ở Shangri-La bầu trời trong xanh, nắng vàng rất đẹp các bạn, và nhiệt độ ngoài trời tương đối không có thấp lắm, do đó chỉ cần mặc một cái áo thôi đi ra ngoài là cũng được. Đó, các bạn quan sát ha, người dân trên phố nè, họ mặc chỉ một cái áo thôi, đơn giản thôi. À, đi tới đây là một ngã ba các bạn ha. Chúng ta nhìn lại con đường đã đi qua từ khách sạn đi ra. Rồi nhìn bên góc tay trái nha. Bây giờ chúng ta sẽ xoay vòng. Rồi chúng ta đi về hướng tay trái nè, quảng trường Nguyệt Quang hay là quảng trường Tứ Phương. Sau đó chúng ta sẽ đi về Đại Phật Tự của phố cổ Shangri-La. Ở đây có một số hoạt động buôn bán, và nhiều nhất mình quan sát chính là cho thuê những chiếc áo của người Tạng để cho những bạn là người Hán đến đây gọi là thuê xong rồi chụp hình đó. Đây là một cái tiệm bán ba cái đồ trang trí, có cả tranh ảnh của người Tạng ha. Mình không tiện bước vào trong để ghi hình các bạn, đứng bên ngoài thôi. Rồi, tiếp tục đi ha. Đây chính là cái chỗ cho thuê quần áo này các bạn. Kế bên cũng vậy luôn. Phố cổ này chủ yếu bên trong mình thấy là đi bộ, tuy nhiên cũng có một số người đi xe máy nha. Đó là một quán cà phê các bạn. Các bạn biết vì sao mà Shangri-La ít khách hơn nhiều so với Đại Lý và Lệ Giang không? Mình nghĩ là do khoảng cách nó quá xa. Cái thứ hai là cái số lượng ngày nghỉ của người Trung Quốc không có nhiều lắm, do đó đại đa số họ tập trung về Lệ Giang hơn. Và đi tới đây, bên góc tay trái chúng ta sẽ thấy họ bán rất nhiều những chiếc chuyển kinh luân. Đây, chuyển kinh luân các bạn. Một lát nữa chúng ta đi đến Đại Phật Tự thì ở đó sẽ có một cái tháp kinh luân, là một trong những tháp kinh luân lớn nhất thế giới. Và tiếp nữa các bạn sẽ thấy nha, ở đây có rất nhiều những cái thanh gươm.
mình quan sát thấy là cũng có rất nhiều người họ thuê trang phục các bạn nam đó của người Tạng, sau đó họ cũng thuê luôn những cái kiếm thế này nè, cái gươm thế này để chụp hình nha. Rồi, chúng ta bước vào đây xem một số đồ trang sức nha, chủ yếu sẽ bằng đá. Vòng đeo tay nè, đeo cổ nè. Rồi, kể cả những chiếc nhẫn nữa nha. Đây phía trước mặt các bạn ha, mình nghĩ bạn trẻ này chính là người Hán thuê trang phục của người Tạng rồi mua luôn những trang sức thế này để đi quay phim chụp hình. Tiếp tục bên phía tay trái cũng là chỗ cho thuê đồ, đồ của người Tạng. Dù sao đi nữa thì hoạt động mua bán đây cũng không phải là quá ư là rầm rộ các bạn ha. Vẫn có một cảm giác yên bình hơn. Ở đây cũng không có cái kiểu chào hàng như bên Lệ Giang. Bên Lệ Giang là trời ơi luôn á. Họ đứng quá trời người luôn, cửa hàng nào cũng đứng chào hàng. Đây chúng ta thấy một đoàn khách du lịch nha, và các bạn có đoán ra không? Đây chính là đoàn khách du lịch Việt Nam đó, đến từ phía Bắc. Chỗ này bán một số thảo dược, thuốc Bắc. Lại là những chiếc chuyển kinh luân nhỏ và một số cái vòng đeo cổ ha. Tới đây chúng ta thấy bán một số áo khoác, áo len nè. Bộ trang phục của người Tạng. Và đi tới đây các bạn lưu ý nha, nhìn chệch qua một góc, đó chính là cái tháp Kinh Luân của Đại Phật tự đó. Tuy nhiên một lát nữa chúng ta sẽ đi đường khác để vào. Và đây nếu mình không sai các bạn ha, đây chính là quảng trường Nguyệt Quang hay là quảng trường Tứ Phương. Ở đây là rất rất nhiều những bạn trẻ người Hán thuê trang phục đến đây chụp hình. Và phía trước mặt các bạn là một bảo tháp đặc trưng của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng nha. Ở phía dưới là những cái chiếc chuyển kinh luân đó.
Và đây chúng ta thấy một em người Hán đang ngồi chụp hình nè ha. Trong trang phục của người Tạng và trên tay là chiếc chuyển kinh luân. Bây giờ chúng ta sẽ xoay một vòng khu vực này nha. Và từ khu vực quảng trường chúng ta đi bộ tới đây chút xíu thôi. Ở đây là Shangri-La Thangka Institution. Ở đây chúng ta chỉ được phép ghi hình bên ngoài thôi, kiến trúc rất đẹp. Bên trong không có cho phép ghi hình các bạn ha. Các bạn quan sát ra bên trên ha, hoa cỏ mọc rất rất đẹp. Rồi, chúng ta đi ra và tiếp tục đi về hướng của Đại Phật tự các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy tháp chuyển kinh luân nằm bên góc tay trái. Bây giờ mình sẽ đưa máy lên các bạn xem nè. Đó, rất cao và lớn ha. Một trong những chiếc chuyển tháp kinh luân lớn nhất thế giới. Tới đây chúng ta lại thấy một cái không gian rất là rộng nè. Theo mình biết là buổi tối ở đây sẽ có nhảy múa. Một lát nữa buổi tối mình sẽ trở lại nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái hướng của Đại Phật tự. Rồi, chúng ta cùng nhìn lên Đại Phật tự nha, ngay phía trước mặt các bạn. Chúng ta sẽ quẹo trái nha, theo hướng này. Ở đây rất là vui các bạn. Ở đây có cái mô hình của giặt đồ ngày xưa mà các bạn xem những bộ phim của Hồng Kông hay Đài Loan hay của Trung Quốc sẽ thấy. Và họ có sử dụng những cái cây để đập cái áo giặt bên dòng sông, dòng suối. Đó, cái cây này nè. Rồi, bán trái cây luôn ha. Ở đây chúng ta thấy dưa hấu là nhiều nhất. Theo thang bộ đi lên. Và với Đại Phật tự chúng ta có thể tham quan miễn phí nha, không có tốn tiền. Bạn lưu ý nha, đi lên sẽ bên hướng tay trái. Đi xuống bên hướng tay bên kia.
Shangri-La ở độ cao trên 3.200m các bạn ha. Đi từ từ thôi, chứ đi nhanh quá là nhiều khi là thở hơi khó đó. Bây giờ chúng ta cùng nhìn xuống nha. Phía trước là một cái quảng trường rất rộng các bạn, rất là thoáng luôn ha. Đối diện chính là một dãy núi. Rồi, chúng ta đã lên tới nơi nha. Bên góc tay trái chúng ta thấy một cái điện thờ, đây chính là thờ ngài Khổng Tử. Còn cái miếu thờ ngay phía trước mặt đây, chúng ta chuẩn bị bước vào. Đây chính là miếu thờ ngài Long Vương. Rồi, chúng ta tiếp tục đi nha, đi về hướng của chánh điện của Đại Phật Tự. Ta Phổ Sư. Đây, theo cầu thang đi lên các bạn. Đại Phật Tự này có từ thời Khang Hy năm thứ 6, có nghĩa là năm 1667. Tuy nhiên sau đó là bị phá hủy, rồi được xây dựng lại. Và những gì chúng ta nhìn thấy hôm nay chính là có từ năm 2005 nha. Và phía trước mặt các bạn chính là chánh điện của Đại Phật Tự. Bên trong là thờ Đức Phật Thích Ca và các vị Bồ Tát. Các bạn lưu ý là bên trong chánh điện chúng ta không được phép chụp hình ha. Mình chỉ đứng bên ngoài, mình quay hình như thế này thôi. Mình có đi vào trong thì bên trong cũng có người họ cúng tiền nữa các bạn. Và ngay bên hông chánh điện chính là chiếc tháp chuyển kinh luân. Chúng ta đang đi về hướng bên đó. Và rất rất nhiều du khách đến đây các bạn. Cùng nhau luân chuyển chiếc chuyển kinh luân. Đó, từ xa xa các bạn thấy ha. Mình đọc thông tin ít nhất phải có 6 người mới vận hành được cái tháp kinh luân này. Tức là luân chuyển nó đó. Rất là nặng. Mình có đọc thông tin trên mạng là khu vực Bảo Lộc Lâm Đồng của Việt Nam hiện tại cũng có một cái tháp chuyển kinh luân rất là lớn. Tuy nhiên là mình chưa có đi các bạn ha. Đây chúng ta đi xuống ha. Và sẽ đi chệch về góc tay phải. Ở đó chúng ta sẽ thấy được cái view của phố cổ Shangri-La rất đẹp. Buổi tối ở Đại Phật Tự khi mà họ lên đèn thì cái tháp chuyển kinh luân này sẽ rực sáng các bạn nha. Tối hôm nay mình sẽ quay lại ghi hình các bạn xem. Bây giờ chúng ta cùng ngắm phố cổ Shangri-La từ trên đỉnh đồi.
Và đây là mặt sau của chánh điện các bạn ha. Đây là những cái tờ phướng trên đó ghi kinh Phật của người Tạng các bạn nha. Mình sẽ đi xoay một vòng ra phía trước đến cái khu vực gọi là có thể quan sát được cái phố cổ Shangri-La ở một góc nhìn khác các bạn nha. Các bạn thấy không? Ở đâu cũng thấy các bạn trẻ đến chụp hình hết á. Dù sao đi nữa thì mặc những cái bộ đồ tạng như thế này cũng không thể nào thay đổi được dáng hình của mình ha. Người Hán, người Tạng dù sao cũng khác nhau. Người Tạng thì họ cao to, gương mặt cũng khác. Thì họ mặc cái đồ đó vô nó cũng sẽ đẹp hơn, khác hơn. Đây chúng ta chuẩn bị đi xuống cầu thang ha, về hướng bên góc tay phải, quay hình cái phố cổ Shangri-La. Đây chúng ta xuống tới nơi nè, đó, nhìn toàn bộ phố cổ góc này. Và mình đã xuống lại khu vực quảng trường các bạn nha. Ở đây các bạn sẽ thấy họ ghi là phố cổ Shangri-La chính là một cái khu vực trọng điểm, một cái chứng chính của con đường Mã Trà Cổ Đạo. Có nghĩa là ngày xưa họ đã ghé ở đây trên con đường Mã Trà Cổ Đạo từ Đại Lý Lệ Giang tới Shangri-La. Và đây là cây thông ở Shangri-La, lá của nó nữa. Khoảng độ 6 giờ 45 phút tối các bạn ha, ngay tại khách sạn mình đang ở nè, chúng ta ăn lẩu bò giác các bạn nha, có giá 188 tệ. Chủ quán là người Tạng nha, nấu đúng theo chiếc Tạng luôn, nhưng mà giảm bớt dầu mỡ và giảm bớt độ cay. Xie xie. Dầu bái phan mà. À, dầu bái phan à, ok. Ờ, xin cho dầu bái phan. Giảm bớt cay là tại vì em ăn cay không được. Đúng rồi, cái này là cái bánh gì cũng biết nữa. Thử. Ờ, lấy hai cái chén nào múc ra miếng thử cho mình. Coi trong này nó có gì mình. Rồi bỏ cái máy xuống đi, bỏ máy xuống được rồi. Có thôi thôi à. Bỏ xuống rồi. Nè. Cà rốt. Cà rốt, 188 tệ chứ mít đâu nha. Ui, dưới còn sâu quá trời luôn. Ừ, ở phía dưới có đậu hũ rồi có gì nữa. Lấy cái muỗng đi, bỏ máy xuống đi, bỏ máy xuống được rồi. Cầm cho nó dễ. Có cái sợ sợ mơ rồi. Đây là Papa. Papa, Papa. OK. Đó, Xí Trăng rất là thích ăn cái Papa hả? Có thì còn mấy cái. Rồi cái đậu hũ à? Đậu hũ. Dưới bún ở dưới. OK. Mình muốn cho chơi dầu bây giờ Xí Trăng này trả mà. Dầu bây giờ. Hỏi trà sữa Tây Lạng hả? Ờ. Không nghe được chứ. Dầu mà. Ờ. Trà thôi chứ không phải trà sữa. Chứ sữa Xi Trăng mà. Ờ, sữa tì sữa sữa. Đúng rồi, trà sữa Tây Tạng đó em. Ờ, đúng rồi. Nhìn khởi dịch kể qua dịp đây mà. Ờ, vô hẳn sĩ hoan. Nhưng quay vô chư cô lũ cô hủ, vô chai lũ cô hơ là y điện điện. Ủa sư, chai su hỏi cổ chân. Cơ mất quá không? Su hỏi cổ chân. Ăn đi, lát rồi gọi thêm. Rồi đó, trà sữa Tây Tạng đâu rồi. Uống đi. Nghe mùi sữa nhiều lắm nha. Đúng rồi. Mùi sữa là hầu hết luôn á. Mã trà cổ đạo đó, mang trà đến Tây Tạng đó. Sữa bò. Ừ. Sữa bò.
rất là thơm luôn. Mà nó sẽ có bị mặn mặn chứ không ngọt đâu. Thì em biết là okay, sữa Tây Tạng có bị mặn mà. Mấy lần em một số bò hay đậm. Ngon lắm. Gì? Bò ngon lắm. Bò lắm à? Bò diễn đã rồi. Sao ta? Phần thịt nó thơm. Mềm. Ít béo. Ừ. Nó cái phần béo của bò như khi mình nói mình ngấy á, cái này nó bớt lại xíu. Ok. Rồi. Ừ. Rồi gì nữa? Mặn mặn. À. Không có cay. Không cay, không cay. Ok. Nhưng mà thịt bò thơm lắm. Ok. Chủ yếu là thịt bò ha. Ừ. Ừ. Rồi, đây. Nhưng cái miếng này có mỡ, còn cái miếng không có mỡ thì sao? Oh yeah. Rồi, cái vị sao, cái mùi? Mùi thơm lắm hả? Đang nóng. Thơm. Rồi, thật, ok. Cái mùi đặc trưng của thịt bò cắn rất là thơm cái vị này. Ok. Về bò giác Tây Tạng là một loại bò rất là đặc trưng trên vùng cao nguyên Tây Tạng các bạn nha. Ở độ cao khoảng độ trên 3.000-4.000m. Và mình đọc về huyền bí Tây Tạng nè. Rồi con đường mây trắng nè. Rất hay. Để nhắc tới bò này đặc trưng ha. Ừ, nó vùng đặc trưng nè. Thôi mình ăn thôi. Ăn thử đi, ăn thử. Mình đã ăn một phần cái lẩu bò giác các bạn ơi. Thịt bò rất ngon và thơm nha. Ý mình nói đây sẽ là những cái cục bò lớn thế này là các bạn. Cái thịt bò nó thơm, nó mềm. Cái phần mỡ nó béo béo. Riêng những cái miếng bò mà thịt phía trên á thì nó sẽ hơi bị khô chút xíu. Thì ngoài cái phần thịt bò ở đây, chúng ta sẽ có thêm cái phần đậu hũ nè, rồi khoai tây nè. Ăn rất ngon các bạn. Nấm nè, vị rất hợp với người Việt á, mình cảm thấy dễ ăn lắm. Ừ, rất là dễ ăn. Tuy nhiên là với phần thịt bên trên hơi bị khô, nhưng mà những cái cục thịt bên dưới và cục lớn thì rất ngon. Điều đặc biệt là mình thích cái sốt này các bạn nha. Cái sốt này có ngò, có thêm một số thảo dược, ăn nó rất là cay và thơm. Những cái loại thảo dược thì họ cho qua đây chính là đặc sản của vùng tư Hưng Nam. Nhưng mà biết là loại thảo dược gì, thơm các bạn. Cái này chỉ có ăn cách diễn tả thôi. Cái này về cái phần trà sữa này thì mình thấy là hầu như là họ cho sữa là chủ yếu, hình như là không có bỏ trà về sao á. Cái vị sữa rất béo và sữa tươi, thêm chút xíu cái độ mặn mặn của muối. Cái lẩu này nha, em nghĩ á nên bột cay một xíu nhẹ nhẹ. Đúng rồi, phải bỏ cay vô mới ngon các bạn. Tại vì em không ăn cay được. Nó sẽ cắt được cái mùi mũi bò, nhưng mà tăng thêm mùi. Đúng rồi. Nhưng mà thực tế là cái mùi bò này rất thơm chứ không phải là cái mùi tanh các bạn nha. Mình chưa ăn cái bánh này. Mình em ăn thử cái bánh này đó mình. Cái mỡ bò này không có ngậy nha. Ờ, không ngậy. Có tiếc là cái phần thịt bên trên nó sẽ hơi bị khô xíu. Bé bóp bóp ra coi. Ok, rồi. Thang thang thang, xe xe. Ê, nì sư xì chàng rỉnh mà, hãy sư ta thật. Nì đó, nì sư chàng mỉnh mà. 我是放出呀啊这样煮了就是那样我很喜欢好好烧啊这个呀好吃呀哦就是那是怎么吃的你可以给我看一看吗怎么吃这个啊哦就是那哦不是不是的啊就是那是茶吗不是这个是酱吧酱吧就什么酱吧这个是酱吧 然后呢就是什么味道呢就是清口清口炒掉然后呢去了就是那样啊哦好好好好谢谢你啊哦耶 Không biết cách ăn. Rồi đó, hóa ra cái trà sữa đó phải bỏ thêm cái đó vô nữa. Không biết cái đó cái gì nữa. Rồi ăn thôi. Rồi bữa cơm ngon đấy. Hôm nay ngon thực sự luôn á. Cái nữa là ở đây cái phần ăn này các bạn biết không, là họ làm họ ăn chung luôn á, chứ không phải là họ làm để họ bán đâu các bạn. Phải làm cho du khách làm, yeah. họ làm ăn luôn chung gia đình luôn á. Ngon dễ ăn thơm ghê luôn á. À còn cái bột này các bạn mình cảm nhận giống như là nó đậu xanh và nó nghiền cái hành bột với nó rang lên có cái mùi nó mà đậu xanh rang không nghiền ờ. Cảm giác nó khét vậy nhưng mà uống vô ngon các bạn, thơm lắm. Giờ mình uống được. Cái gì? Em uống nãy giờ mà. Gì hả? Ủa, bảy bả. Trong đây có một cô phục vụ, nhân viên phục vụ thì cổ là người ở Hải Nam. Mình nói phải chia giờ mày bán luôn cơm gà Hải Nam mày tặng thêm miếng nữa. Có ăn ngon là mọi người nói. Ngon mọi người. Uống nãy giờ 2 ly rồi. Nì căng căng chăng cơ đờ, sớm mơ cơ đờ. Chứ sớm mơ. Xì chăng à. Ok.
哦，你唱歌吧，哇，很好听的，我很喜欢。喜欢的。哦，喜欢的，你唱吧，唱歌吧。唱歌。哦，你看了，唱了。nó là cổ ca hay, kêu cổ ca đi, tại cổ là người Tạng mà, tại cái giọng của người Tạng rất là cao. Mình đúng rồi, mình có coi một cái video về cái ban gọi là ban gì quá, Judio á, Tibetan, cái ban có ba người cô gái, trời ơi, ca hay lắm luôn, cái giọng của nó vang cả núi rừng luôn á. Cái đó mà nói là những cái giọng mà opera mà thường thường là chịu không nổi với mấy người đó đâu, trời ơi, nó vang khủng khiếp luôn mà hay lắm. Họ sống trong vùng cao rồi. Ăn đi. Ừ, đè nó xuống mình. Những cái phần nào bên đây nè. Xoay một vòng đè xuống phần nước đi. Ừ, cũng khô lắc là nó khô ở nước đấy. Khó nghe cô ca.